tuổi già quả quá trời quả ai cũng được. Bao nhiêu người lận? Tính ra rồi mấy chục người à. Quen ơi, quen mấy chục người luôn, quen không đó mấy chục người đó. Anh không có vợ luôn, quen anh, không à, chỉ quen anh thôi. Anh thử có thể kể sơ những tên anh đã từng quen nè. Tên gì á? Nói được đâu. Đó, thử kể sơ coi, anh nói mấy chục người mà sao mà lại không có. Không được, ai làm sao? Đó nó không được. Mà gần mấy chục người anh nghĩ suy nghĩ cho chắc là mấy chục đẹp không đó, à chung. Đẹp không đó. Đẹp như hoa hậu không? Là cỡ đó à. Cỡ đó luôn. Chỉ 4 triệu luôn. Là cỡ đó rồi. Trời ơi. Nói sao? Nói sao với tôi không? Nói anh chúng đặc biệt đi. Rồi anh cưới em là hai vợ chồng mình làm vợ. Đó nó nói vậy đó. Mấy người luôn, ba người đó. Đó anh chán mua số chúng đặc biệt rồi. Ba đứa mình làm vợ. Đó ba người nói vậy thì là kể của anh nó nói là anh gắn chúng đặc biệt đây rồi bắt đầu mình mới làm vợ chồng nhau. Đúng rồi, mình không có chúng đặc biệt rồi mà đã vậy luôn rồi. Anh có đừng ai nó đi, nó đi à, vậy là người ta đợi anh chúng đặc biệt á là người ta mới chịu lấy anh làm chồng. Dạ đúng rồi. Người mấy chục người kia cũng vậy luôn hay sao? Không, có ba người à, nghe nói có ba người nói. Còn mấy chục người kia sao? Ba chục người nói vài câu thì mình đi thôi đó. Nói vài câu chơi vậy hả? Nói vài câu thì mình đi thôi. Vậy sao gọi là người yêu? Nói vài câu vậy, uống phê chung với nhau đó, uống phê chung với nhau rồi nói chuyện đó. Rồi uống phê nói chuyện gì mà gọi là người yêu hả? Dạ uống phê không quen mới đi chứ, mới nói người yêu chứ. Quen tại quen à, quen uống phê chung nói chuyện rồi cuối cùng là mấy chục người nó lại uống phê chung á. Ừ. Không thành công với ai luôn. Rồi ở mình vậy buồn không? Mình mới đầy ngay rồi đó sáng mà. Hay ai nói mà mình khỏe sao biết được? Đèn người đó sáng mà, nhà là người nào sáng mà, hiểu anh Trung? Không nói thẳng đi, đèn người nào nhà đó sáng, không ai biết được ai đâu. Rồi đèn nhà anh sáng không? Đèn tôi ạ. À? Ừ. Tối lắm hả? Vậy mà anh nói đèn nhà anh nói sáng là sao? Đèn anh tối rồi sao mà anh nói đèn nhà tối? Bởi không có vợ đó. Nếu mà sáng là có vợ rồi, nói chung là nói này nó tắt á. Đèn sáng là có vợ. Đúng. Còn đèn tối là không có vợ. Đúng. À. Mới biết luôn á trời. Rồi giờ muốn có vợ em làm ai cho? Muốn ha. Thì các bạn chung làm ai thì không? Làm ai thiệt á. Ừ. Làm ai không? Chịu không? Chịu U75 không? Hả? U75. Ai cũng được hết. 75 tuổi á. Cô đó 75 tuổi. Già quả quá trời quả. Ai cũng được. Giờ ai cũng được luôn. Trời ơi, U75 luôn hả? Chịu U75 luôn hả? Bà già 100 tuổi cũng được. Quá dữ. Bà già 100 tuổi cũng được luôn. Thiệt luôn hả? Chung làm mai rồi. Bây giờ để em mở từng mở U75 cho ảnh coi. Chịu cô này không? Cái U75 lên rồi. Nè. Nè. U75 là chịu phải không? Nè, phải U75 nè. Tại ngoài đó. Nè. Đó. Nè U75 cũng à. Già quá. Ủa nãy nó 100 tuổi được mà. 100 tuổi cũng được mà. Trời nó chơi thôi. Rồi. Nè bây giờ U75 đang muốn có chồng. Hả? À. Nè. Giờ sao đây? Già quá. Chia tay. Giờ quá chia tay làm sao? Tự nhiên cười làm sao? Nè đẹp nè, thấy không, đẹp luôn nè. Thấy không? Đó U75 cần muốn có chồng. Chia ta. Không chịu hả? Cái nhỏ đó đẹp trời đó, đẹp trời. Đẹp hả? Cỡ hoa hậu không? Hả? Không chịu hả? Bình thường thôi, những nhỏ nào mà tức bình dây rồi đi làm ăn gì đó. Dạ. Sống lại cũng được. À, tướng bình dây làm sao anh liên cái đẹp thôi. Chị nói đẹp đẹp thôi. Đẹp đẹp. Ví dụ 100% đi.
đẹp cả 60-70% cũng được. Bây giờ là đẹp giống như chị Quy được không? Trời ơi, hết nói rồi. Sao vậy? Quy cũng được. Được hả? Quy cũng được mà, anh em ruột thịt của tôi mà, sao được? Ý là đẹp rồi. Giống như vậy không á? Đẹp chút hơn được cũng được nữa. Hơn đó nữa. Đẹp chút hơn cũng được nữa. Rồi. Vậy là không chịu U75 hả? Dạ quá. U75 là gặp cái anh kia 45 tuổi luôn á, anh kia anh thương á. Hả? Không tin hả? Để mở cho coi nè, anh kia anh thương dữ lắm luôn á, U75 á. Thì anh Trung á, anh Quy, anh Lùng, anh Liên nói sao thì nghe lại vậy đi. Anh Trung nói dùng đến Quy loại đây, Quy thì em ruột của tôi. Thì anh Liên nói sao Quy tin vậy đi. Anh Trung nhắc lại dùng đi, nhắc lại dùng cho Quy đi. Rồi em anh ruột anh phải qua anh nói với chị Quy chứ sao? Nói rồi, nói hồi nãy rồi. Ừ thì anh nói được rồi, đâu cần em nói nữa. Em là người ngoài mà đâu có không, gì đâu. Hồi nãy mà Quy á, em tôi á nói Quy nó phải hỏi thăm anh Trung nữa. Đó. Ừ, hả? Thì anh Trung nhắc lại cho ông Quy nói anh Liên không cho ở. Ừ. Đó, không cho người ngoài vô ở. Ừ. Có anh em ruột thịt cho vô ở với vợ chồng vô ở thì được. Thì anh Trung nói dùm quy vậy đi. Thấy anh Trung? Rồi giờ là nãy có xin được tiền gì quay không? Không. Rồi giờ nó cũng thấy nó khổ. Rồi anh có mang tiền cho chị quay không bữa nay? Hết máu rồi, sống qua ngày vậy anh Trung ơi. Hết máu luôn. Hai ngày nào hai ngày đó. Sống ngày nào hai ngày đó ha. Đúng rồi. Rồi ok. Tại ông mình sống chết có số mà anh Trung. Dạ ok anh. Rồi vậy bây giờ em bữa nào đi để em dẫn anh đi em làm mai vợ cho anh nha. Dạ. Mà lo nuôi vợ nổi không đây? Được, nuôi được, sống 3 ngày được. Bản thân nuôi chưa xong làm sao mà lo vợ được? Không, có vợ khác, mình ở độc thân khác anh Trung. Có vợ làm sao mà độc thân sao anh nói thử nghe coi. Không, mình lo làm ăn. Có nghĩa là có vợ là làm ăn hả? Lo làm ăn. Còn độc thân là không có lo làm ăn hả? Đúng rồi. Người đang độc thân đã không lo làm ăn rồi, có vợ mới càng chết sớm nữa đó. Không, có đọc suy nghĩ mà. Không, nói thẳng đây, mình có đọc suy nghĩ. Còn mình có cái đầu suy nghĩ thôi. Làm sao? Ừ. Dạ, mình có vợ làm sao, rồi không có vợ làm sao. Thì nếu mà mình biết mình có vợ mình làm ăn tại sao đó giờ mình không chịu lấy vợ cho rồi đi. Cái đó là muốn lấy là mà lấy không được. Tại sao vậy? Tại mình còn khó khăn á ơi. Anh Trung ơi, còn khó khăn lắm. Muốn có vợ thì có tiền có nhà cửa đầy đủ. Nhà tôi á không có cầu tiêu vòi tắm nữa nè. Thì biết rồi, không có tô nữa nè, không có mái nhà, mưa là nó tạt không sùng. Biết rồi, nhưng mà quan trọng là anh nói nãy là phải có vợ là anh cố gắng làm ăn. Bây giờ tại sao mình ở mình không cố gắng làm ăn đi, tại sao phải đợi có vợ mới cố gắng? Thì nói anh Trung nãy anh Trung nghe không rõ nè. Có vợ khác, không có vợ nó khác nhau. Thì bây giờ mình đang không có vợ, mình phải phấn đấu để mình có tiền rồi mình mới cưới vợ. Không. Cái này quá buồn rồi. Quá buồn à? Không được. Có vợ thì khác. Giờ là chấp nhận số phận hả? Thay đổi khác. Giờ là chấp không có vợ á, không có vợ thì khác, nó khác nhau. Mà giờ là chấp nhận số phận sống mình luôn, độc thân luôn phải không? Chứ giờ nếu anh có vợ vậy là về không có nuôi nổi đâu. Thì quyết định của anh Trung mà. Sao quyết định của em? Tự nhiên cái quyết định của em. Thì anh Trung nói làm mai cho anh Liên một đứa đẹp. Thì làm mai cho anh. Không là không làm mai thôi. Thì nói làm mai cho anh nhưng với điều kiện anh phải nuôi vợ anh rõ chứ. Đúng không? Thì nói với anh Trung nghe rõ. Nếu mà có vợ thì mình lo làm ăn lại. Ừ. Không có vợ nó khác nhau. Dạ. Sống qua ngày. Ok. Thì để bữa nào đi em cho có vợ thử vài ngày coi có làm ăn không em. Rồi ok. Vậy đi ha, chào khán giả đi.